Thì đối với cái trường hợp mà giãn mạch vùng mặt này thì bên mình có cam kết điều trị là không bao giờ bị tái lại đối với những giãn mạch vùng mặt nhé. Chào chị Trúc An, mình là bác sĩ Thực. Thì ngày hôm nay mình sẽ trực tiếp thăm khám và điều trị cho mình về cái tình trạng giãn mạch ở vùng mặt này. Thì ở dưới kia các bạn đã xoay ra rồi, tuy nhiên lên đây mình phải thăm khám lại và đưa ra một cái phác đồ điều trị cũng như là hướng dẫn điều trị cho chị về cái tình trạng này. Thì trước khi điều trị em xin phép thăm khám vào vùng mặt mình một chút nhé. Cái vùng giãn mạch này của mình xuất hiện lâu chưa? Này em xuất hiện cũng lâu rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ là nó càng ngày càng rõ hơn ý. Trên khuôn mặt nó cứ trắng chịt, nó đỏ lòm lên. Lâu là bao nhiêu lâu rồi? Nói chung là từ xưa đấy. Từ xưa thì lâu rồi. Mấy năm trở lại đây thì mới xuất hiện nặng nó, hơn. Nó xuất hiện nó nặng hơn ý. Đây là tình trạng thường thấy của các bạn bị giãn mạch. Đầu tiên thì xuất hiện một vài điểm li ti ở vùng gò má hoặc vùng mũi này, cánh mũi hoặc vùng cằm. Sau sẽ lan dần ra những cái vùng toàn mặt. Biểu hiện là những cái sợi xanh đỏ tím vàng như thế này đây. Đấy. Thì đối với tình trạng giãn mạch rõ cả hai bên của chị này, cả bên cánh mũi và hai bên má này, mình sẽ sử dụng cái công nghệ Mercury LX, đây là cái dây laser sông dài để mà điều trị cái giãn mạch này của chị. Thứ hai là cái sóng laser sông dài sẽ bắt trực tiếp vào những cái sợi giãn mạch này, không tác động ra những cái nền da lành khác, giúp cho cái sợi mạch nó đông co luôn, tránh những cái tổn thương không đáng có trong quá trình điều trị. Đấy. Nhưng mà nó có bị tái lại không ạ? Thì đối với cái trường hợp mà giãn mạch vùng mặt này thì bên mình có cam kết điều trị là không bao giờ bị tái lại đối với những giãn mạch vùng mặt. Thế thì cũng an tâm rồi, thế bác sĩ làm luôn cho em nhé. Vâng, thì em sẽ mời chị xuống phòng trị liệu để mình trực tiếp điều trị dưới đây luôn. Vâng. Rồi, em mời chị.